Thì vào cái năm 1775 đó đó các bạn, thì ở đây họ nói đó là cái quân Anh á, cái quân Anh là nó là một cái cường quốc. Giống như hiện bây giờ, thời đại bây giờ năm 2019 đi, thì nếu mà nói về ai là mạnh nhất ở trái đất thì đại khái là mình cho là nước Mỹ. Thì cái thời đó đó các bạn, cái thời thập niên đó đó, là người Anh, Anh là họ mạnh nhất. Tại vì ở đây nước Mỹ lúc bấy giờ là của thổ dân da đỏ, nó đâu phải là nước Mỹ, nó chưa lập quốc các bạn biết không. Đó thì á, họ ngợi khen dân Mỹ lúc bấy giờ là đại khái cũng là dân Anh, nhưng mà mấy người này là kiều Anh, người Anh mà đi qua bên Mỹ không thích chế độ của Anh thời bấy giờ, là lý do là tại vì người ta muốn tự do thờ phượng đó, thì người ta đi qua bên nước Mỹ này nè, Bắc Mỹ này nè, thì người ta cũng là người Anh đó. Thì cái quân Anh này nó nói tụi mày là cái khúc ruột ngàn dặm, mặc dầu tụi mày đi qua bên đó nhưng mà tụi mày là dân Anh, tụi mày cũng phải làm đóng thế đồ này nọ. Thì cái tụi dân này nó không được, thì nó quấn lại, nhưng mà nó nói ở trong cái chữ này, nó nói đánh với cái tụi Anh nó là nó khó khăn lắm, tại vì tụi nó là lính rồi, nó có súng vũ khí, nó có huấn luyện, nó có sức mạnh rồi đó, cho nên mình quấn thắng nó đó là một cái điều rất là hay. Đó, nó ở đây nó nói nè, nó nói lúc mà cái tụi lính Anh nó qua nó đánh với mình á, là mình là người dân, mình cầm chổi chà, giống như là đại khái là cầm những cái cây cuốc cây sẻng mình đánh với nó đó. Nè cái này lính Anh nè, hình này là lính Anh nè. Đó, cái ông này á, là cái ông người Anh luôn. Thì đại khái hai người này là người Anh, ok. Thì cái ông này á, là ổng đi, ổng là Anh kiều, ổng đi qua bên nước Mỹ, ổng sống với thổ dân da đỏ, ổng là người dân bình thường đó. Thì cái tụi Anh này nó qua, nó nói tụi mày khúc ruột ngàn dặm, phải không? Tụi này nói không, tao đã chán chế độ mày rồi, tao đi qua bên Anh, tao sống rồi mà tụi mày còn đi không tha cho tao nữa là đánh lại. Thì ở đây nè, cái tuần chữ này nó nói nè, là tụi Anh á, tụi lính Anh á, là nó có huấn luyện đầy đủ, còn cái mấy người bên Mỹ á, là không có huấn luyện đó. Thì nè, thấy không, họ còn dùng cái chữ nè, tưởng tượng đâu là người Mỹ bị thua rồi nè. Đó là ở cái chữ này họ viết đó là vinh danh cái ông này, ông tên là ông Bunker Hill đó, vinh danh năm 1775. Đó thì cái lúc bấy giờ đó các bạn, cái ông Benjamin Franklin này nè, ổng là người Anh mà Anh kiều, thì ổng tuyên bố với cái tụi Anh á, ổng nói á, kể từ ngày hôm nay, cái tuần chữ này dịch ra tiếng Việt nè, kể từ ngày hôm nay tao á là kẻ thù của chúng bay á, là cũng là kẻ thù của tao. Các bạn hiểu không, đó là anh với người Anh đã chán sống với chế độ Anh rồi, người ta bỏ đi qua bên Mỹ sống với thổ dân da đỏ rồi, mà nó còn đem súng vô đây, nó muốn cạnh trô, nó khống chế người ta. Nó nói cái tụi này là khúc ruột ngàn dặm của nó đó, tụi nó bên đây nó không chịu, nó cũng là Anh, nó không chịu. Bắt đầu hai phe đánh nhau, đây cái hình nè, hai bên đánh nhau nè. Nè các bạn thấy cái lá cờ của Anh không nè, nó quấn, nó cầm cờ nè đó, còn cái phe bên đây là cầm cuốc, cầm sẻng, cầm đồ đại khái nè, các bạn thấy không, cầm cái kiếm nè, còn ở bên đây là nó có súng, mấy bên này nó có súng. Cái tượng này á các bạn, nó cao hơn cái tượng ở dưới Nhà Trắng đó. Ở Nhà Trắng nó có một cái tượng giống gì nè, mà cái tượng này nó cao hơn luôn nè. Họ làm một cái hình của ổng cầm cái thanh kiếm luôn nè, cái ông Bunker Hill á.
đó, cái thời đó đó các bạn, không có vũ khí cầm kiếm mà quánh với anh. Vinh danh cái ông này là Colonel William Prescott, June 17 năm 1775. Đó, vinh danh cái ông William Prescott đó. Có một bạn này viết comment hỏi thăm Quốc làm YouTube như vậy rồi có thu tiền khủng không. YouTube thì nó cũng như kinh doanh vậy đó. Lấy cái điểm cái phim gạo nếp gạo tẻ, nếu mà các bạn có kinh phí, các bạn có cốt truyện, các bạn làm giống như cái bộ phim gạo nếp gạo tẻ vậy đó, thì các bạn bỏ lên YouTube thì cái đó các bạn thu tiền khủng. Còn mà làm kiểu như Quốc như vậy á thì chỉ đủ tiền uống cà phê thôi. Nhưng mà Quốc có một hai cái clip Quốc hướng dẫn các bạn làm YouTube đó. Nếu các bạn không biết ở Việt Nam các bạn nhờ dịch vụ thì nhờ dịch vụ mở cái tài khoản các bạn làm một tháng các bạn kiếm vô 200-300 ngàn tiền Việt Nam vậy đó, triệu mấy 2 triệu một tháng vậy đó thì được. Nè, cái hình này là ngày xưa họ minh họa vậy đó, kiểu như là hồi xưa là đánh với cái phe Anh. Mấy người này cũng là Anh nha các bạn, mấy người này cũng là người Anh nha, mà họ không thích chế độ của Anh, họ đi qua bên Mỹ, họ sống với thổ dân da đỏ. Thì bên Anh á, họ đi qua họ muốn mấy người này đóng thế, muốn điều khiển mấy người này, nhưng mà mấy người này không chịu, đánh lại. Đó là cái vinh danh cái ông này nè, ông William á. Đó thì giống như Quốc vừa trả lời cho các bạn đặt cái câu hỏi làm YouTube vậy có tiền khủng không? Thì nếu mà muốn thì muốn có tiền khủng thì bỏ tiền ra rồi mình thuê. Nói lại nó cái gì cũng vậy, nó cũng giống như cái kinh doanh vậy đó. Thuê, nếu mà bạn thuê người ta làm phim á thì thu vô tiền khủng là cái đó là đúng. Phần đông mấy người Mỹ mà người ta có những cái clip mà các bạn nhìn chuyên nghiệp đó là tại vì người ta mướn. Ở bên Mỹ nó có cái trang Fiverr nó đánh dần là FIRRVER. Thì người Mỹ này người ta vào cái trang Fiverr đó, người ta thuê những cái người mà đọc rồi ghép hình làm phim rồi cho họ. Thí dụ như
À, cái này là Quốc là cây nhà lá vườn, thí dụ như Quốc muốn chuyên nghiệp đi thì Quốc thâu cái clip xong rồi Quốc file, send cái file qua cho họ, Quốc thuê họ đọc đọc tiếng cho Quốc. Các bạn hiểu không? À, tiếng Mỹ nó gọi là voice over, rồi họ ghép hình ghép nói, họ làm những cái chuyên nghiệp, rồi mình trả công cho họ đó. Ở bên Mỹ cái trang Fiverr đó bạn mướn cái gì cũng được hết đó, bạn mướn người mẫu, bạn thuê người cũng được nữa, thể sao trong cái hợp đồng á mà đừng có làm cái chuyện gì bậy bạ thôi. Thì đứa con của mình nó phối phối nhạc với lại nó viết nhạc đó, cái nó muốn người ta ca bè, nó muốn giọng nữ mà ca bè đó đó, nó lên cái trang đó nó thuê người ta, nó trả tiền cho người ta, xong rồi người ta ca cái tiếng thôi, cái âm thanh thôi, cái người ta ca xong cái người ta gửi qua cái file, cái giọng của người ta qua. Thì mấy cái người mà sáng tác nhạc người ta có những cái phần mềm đó, thì người ta lấy chỉ cần lấy cái giọng đó thôi, về người ta bỏ vô cái software, cái ứng dụng đó, người ta đó mới bỏ cái giọng nó vô, người ta làm theo cái nhịp nhạc đồ này khác đại khái vậy đó. Đó cái trang đó đó các bạn mướn cái gì cũng được hết đó. Các bạn nói các bạn lô đó nói đại khái, nhớ là cái trang giao giặt, các bạn nói bây giờ cuối tuần này tôi cần một ai đó đi đám cưới chung với tôi vậy vậy đó, rồi người ta hợp đồng người ta đưa giá ra, rồi trong cái hợp đồng đó nó làm cái gì cái gì cái gì đó. Có nghĩa là cái trang Fiverr đó đó là bạn cần cái gì là có cái nấy. Nói đơn giản cho bạn hiểu vậy đó. Đó thì các bạn muốn làm YouTube mà thu tiền khủng đó, thì các bạn kinh doanh đầu tư vốn liếng vô thì các bạn hút tiền khủng. Còn mấy cái người mà vlog như Quốc nè, vlog như Quốc như này là dạng như cây nhà lá vườn, đủ đủ tiền uống cà phê thôi. À, mấy bạn ở bên Việt Nam mà muốn làm YouTube á thì như Quốc nói đó là đi, nếu mà các bạn biết tự mình làm thì tự mình làm, tự mình giống như là tạo cái tài khoản ở trên YouTube đó. Còn nếu các bạn không biết á, các bạn vẫn làm được, đi tới mấy cái dịch vụ mà mấy cái người mà người ta làm dịch vụ internet đó, dịch vụ vi tính đó, các bạn nói bây giờ các bạn muốn làm một cái kênh YouTube đó, thì người ta giúp cho các bạn tạo tài khoản đâu này nọ vậy đó, rồi các bạn có những cái chia sẻ gì, nghề nghiệp gì, biết làm cái gì, biết cái gì đó, thì cái sở thích của mình muốn chia sẻ cái gì mình chia sẻ, thì một tháng các bạn thu vô cỡ khoảng dài 300.000 tiền Việt Nam, triệu triệu mấy trở lại vậy đó, là đủ tiền cà phê thôi. Còn mà nói kiếm tiền khủng thì được chứ không phải là không được, nhưng mà mình phải có vốn đầu tư vô, đầu tư vô mình mướn diễn viên mình quay, mướn diễn viên mình quay rồi rồi mình làm xong một cái project, một cái cuốn phim á, cái mình bỏ lên YouTube thì có nhiều triệu view, người ta vô thì mình lấy tiền khủng là cái bằng chứng, đó là các bạn biết cái anh
ca sĩ Gangnam đó, có nổi tiếng, có cái bài hit Gangnam đó. Anh đó ảnh trở thành triệu phú YouTube đó, ảnh mua, ảnh thu vô, nói về tiền đô đó là triệu triệu đô la từ trong các bản bài ca của ảnh đó.